Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phê về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã được tỉnh Hưng Yên triển khai như thế nào? Qua cái quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì các cơ sở giáo dục cũng như là các nhà trường đã chuẩn bị rất là kỹ và tốt cho cái điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Vừa qua thì các đoàn kiểm tra đã tiếp tục rà soát và đến thời điểm này thì tất cả các cái điểm tổ chức thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tốt nhất để cho tiến hành diễn ra kỳ thi trong những ngày tới. Các nhà trường cũng đã chuẩn bị kỹ về mặt kiến thức, thế rồi các cái chuẩn bị về tâm lý cho các em. Các biện pháp phòng chống gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao thì đã được triển khai như thế nào? Để đảm bảo cho an toàn và bảo mật của kỳ thi, thì từ công tác in sao đề thi, thì ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với điện lực, với thông tin truyền thông và đặc biệt là với công an Hưng Yên làm tốt công tác rà soát các trang thiết bị liên quan đến công tác in sao. Đối với các nhà trường qua kiểm tra thì đều đã đảm bảo đúng quy định về cái phòng bảo quản lưu trữ đề thi và bài thi. Sở có chỉ đạo các đơn vị là phải chuẩn bị đầy đủ các cái đồng hồ để phục vụ cho các em làm thi, để thí sinh không phải mang đồng hồ vào phòng thi nữa. Việc mang đồng hồ phòng thi thì đôi khi nó rất là rủi ro cho các em. Ông có những cái lời khuyên như thế nào cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023? Thay mặt các đồng chí lãnh đạo ngành cũng như các thầy cô giáo của ngành giáo dục Hưng Yên cũng mong rằng các em học sinh rất là bình tĩnh, tự tin và mang một cái tâm thế chiến thắng trong cái quá trình làm thi, và đặc biệt là chúc các em có một kỳ thi đạt cái hiệu quả cao nhất. Xin được cảm ơn ông ạ.